Lian, bảo hiểm trụ cột gia đình, hân hạnh đồng hành cùng hành lý tình yêu. Băng Truyền mang ra hành lý bất ngờ đầu tiên. Đây là hành lý của Tuấn Kiệt. Thử thách đó là mời bạn hãy dùng đũa để gắp những chiếc bánh rán này bỏ vào bát để tặng cho người phụ nữ của mình. Khoan, hành lý của hãng này bị sao quá, đồ ăn mà để không có cover gì lại là em thấy không được rồi. Không sao đâu em, chuyến bay đang bay rồi, anh cứ đưa ra thôi. Không có gìn giữ được cái ăn của em gì hết. Đầu tiên em mặc dù là em làm khách sạn nhưng mà em cũng nói luôn là em rất là dở gắp đũa. Em rất là dở gắp đũa. Từ nhỏ là nhà cho ăn muỗng rồi không mà em cứ múc mà ăn nên em gắp đũa rất là dở. Ủa bắt buộc phải gắp hả? Em dùng cách khác được không? Bắt buộc phải gắp. Bắt buộc phải gắp. Bắt buộc phải gắp hả? Ủa thì bình thường ăn thì em ăn... Em dùng muỗng nè. Dùng muỗng với nĩa dạ, thôi. Em rất thích ăn. Em rất thích ăn đồ Việt Nam nhưng mà thường em sẽ ăn muỗng nĩa chứ em... Oh. Em gắp rất là yếu tại vì thường em đi tiệc đồ á hoặc là đi những cái event mà em hay đi làm á em không dám gắp đồ ăn. Tại vì mỗi lần gắp đồ ăn em sợ rớt, em bị quê. Lá thì tiếm nha. Nào bây giờ xin được mời Tuấn Kiệt hãy gắp. Nên mà mai mốt về thì chị vẽ cá cho em. Chị vẽ cá cho em. Chắc gì đã về với nhau đâu mà chưa gì đã mai mốt về. Anh hay chọt em quá à. Anh hay chọt em lắm luôn. Tự tin là tốt nhưng mà tự tin anh quá. Anh để ý chị Trang nè, chắc hồi nãy giờ là em thấy anh cứ tách em hoài luôn á. Em làm sao đấy, anh đang hai con đang ở nhà cái kia. Đấy, anh biết, em biết anh đâu. Nào em gắp đi anh xem nào. Gắp cái đũa này nó rủi theo lắm luôn á, khó gắp lắm. Để như này nè. Đó, để lên cao lên một chút xíu. Trời ơi, chơi đi, lần đầu tiên thấy một chuyện này. Em cũng lần đầu tiên em thấy luôn. Lần đầu tiên trong đời á. Đủ hết trường lắm. Mà tay rung kìa. Trời ơi trời. Nè, chọc cái này vô này cho nó gắm vô luôn. Ai đừng. Không được, không được chọc à, phải gắp ạ, phải gắp ạ, đấy phải gắp. Phải gắp mới được, chọc lại khác. Chọc là chọc nó kìa, tức ghê. A few moments later. Giờ gắp hai tay luôn kìa. Cái này không gọi là gắp nữa rồi, cái này gọi là kẹp. Đây. Thôi. Rớt luôn. Rớt nè. 1000 years later. Cái này thử thách quá vậy. Vâng, tôi nghĩ rằng hành lý bất ngờ như thế này là đủ bất ngờ rồi. Em nghĩ là bây giờ như thế này. I have a chopstick. I have a bánh cam. Chopstick bánh cam. Cuộc đời mình phải thông minh, phải biết cách ăn, đâu phải nhất thiết phải gắp đâu. Em làm gì cũng ăn được mà, đúng không? Đúng rồi. Quan trọng là vẫn là ăn thôi chứ đâu phải là gắp, đúng không? I have a chopstick. I have a bánh cam. Chopstick bánh cam. I have a chopstick. I have a bánh cam. Chopstick bánh cam. Đúng rồi, thực ra cái thông minh của em nó hay ở một cái chỗ là cả thế giới làm được, mình em không làm được. Đâu, mình không cần phải theo thế giới anh, mình phải là chính mình. Rồi. Dạ, đúng rồi. Ok, đúng rồi, một mình em một kiểu. Dạ. Và đó chính là điểm yếu của chàng trai này. Trông cao to đẹp trai mà không biết gắp đũa. Nhưng không biết dùng đũa. Thưa quý vị, cảm ơn bạn với hành lý bất ngờ này. Không sao cả. Cái điểm yếu này nó cũng nhỏ thôi, không có vấn đề gì hết. Không có vấn đề gì. Sông Ngọc Linh Công Tung K5, thần dược đại ngàn hóa quốc bảo Việt Nam.